Đây mình đang trên đường ra thuyền để đi lặn ở biển bán đảo Sơn Trà. À, một chị nữa. Nào lên đây đi. Chúng ta ra khơi nhá. Ôi thuyền đẹp, chị diều đẹp, bay đẹp chưa kìa. Ai đang lấy diều kìa. Chị. Các anh nhảy dù từ núi nhảy xuống. Thuyền ta ra khơi này. Sáng đi tối về. Đây là đang đi thuyền thúng để đi ra cái con tàu to hơn để đi ra bán đảo. Đi lặn. Đây là hoàng tử ếch nha. Công chúa ếch đi tìm hoàng tử ếch. Đây là một cái hố trời. Hố trời. Hãy thiền định đi. Thiền định à? Cho tay này đi. Thiền định trong cái sóng. Trong cái hang này có. Trời ơi. Em đi lùi ra nhá, chị đi tiến lên nhá. Nào ra đây. Nước trong veo. Ra ra em sẽ lia lên trên.